Mùi điên cực kỳ sốc hôm 4 tháng 10 xe trên kênh một review.vn Telegram này, kênh và nhóm bóc chat này nhá. Combo cực sốc từ con gấp luôn. Đây mua này, 520.000 này. Đây cái bút làm trắng răng này, đây được tặng máy sấy tóc này, tặng bàn chải điện này, tặng túi này. 520 giảm giá còn hơn 300. Đây cái đơn mình đặt đây anh em. Đấy tổng mình đặt là 388.400. Mã của shop dùng mã Lazada các kiểu. Hàng về 388.400 rất nhiều quà. Chúng ta sẽ có cái thẻ thank you này, QR nhận ngay voucher 200.000 các kiểu, thời gian sử dụng này. Còn các cái anh em biết rồi. Quà tặng có bé tí. Đây bàn chạy điện. Trời ơi, đây tất cả. Quan trọng là cái bút đắt nhất 520. Tỷ lệ siêu bé đây à? Bút làm trắng răng để xem có hiệu quả không nhá. Cheat white pen trong 3 tuần trắng răng 2.5 mil. Cái bút này dùng đơn giản hơn so với cái máy làm trắng răng đời trước mình sử dụng, nhưng mà hết thì vứt đi. Quà tặng kèm cái máy sấy siêu to khổng lồ luôn. Chúng ta sẽ mở hộp hết xong rồi mình sẽ test cái bút nhá. Chắc là giveaway tặng cái máy sấy này rồi anh em. Mình không ngờ thì máy sấy nó to như vậy luôn. Dây thì bình thường không dày không mỏng. Cute hình con vịt này, màu trắng này. Nhưng chưa thấy cái máy sấy là nó nhỏ như này luôn. Đóng mở chắc chắn phết. Có móc treo luôn. Đây là cái tiếp đánh răng à? Active UC Winding. Đây bên trong chúng ta sẽ có một cái tiếp như này, kim đánh răng. Để mở dưới đít này. Đấy. Ồ, bút này kim loại anh em ạ, sờ mát rượi luôn. Colgate Optiwhite. Và nó đẹp, nhìn thấy nó đẹp. Rút ra, trông như kiểu bút dạ ấy. Rút ra ngửi mùi khá là thơm dịu nhá. Nó kiểu bút dạ mà ta bôi vào răng. Màn chải điện đây, 4 phương pháp làm sạch. Nói chung là quá nhiều quà tặng luôn. Đó, toàn tiếng Anh thôi. Colgate thì anh em biết chất lượng như nào rồi. Đấy là về cái đánh răng. Còn những sản phẩm khác thì sao? Ui, combo thấy quà tặng hơn 300 còn ngon không? Strong. Đen phối trắng, Colgate. Đây, ở trên này. Trên có 2 nút. Nó lại cái theo cái kiểu này anh em ạ. Bập bênh ấy. Đấy. Nhưng mà có một chế độ thôi. Anh em xem dùng nhá. Như này các chị em rất thích. Ngoài đánh răng còn có chức năng khác nữa. Bật tắt thì nhẹ nhàng dễ dàng. Cái đầu bàn chải nó liền nhá. Thế này thì không có bàn chải thay thế. Đấy, đằng sau có cả cái cạo lưỡi này. Cái này đen như kiểu than hoạt tính ấy. Rồi và cuối cùng cái bóp. Thì cái bóp này rẻ tiền thôi. Nhưng mà được cái là nó bóp này nó đựng những cái đồ linh tinh lặt vặt như này. Đựng mỹ phẩm, đựng bút gì đấy đây. Đó. Quá vài nhìn sang chảnh này. Đấy, chân chu này. Và ở ngoài thì cực kỳ màu mè luôn. Đấy, đựng mỹ phẩm. Nó là kiểu nhựa mỏng thôi. Anh em quét cái mã QR nhá. Mở ra Lazada này. Đây mã 200.000. Đấy giảm cho những cái sản phẩm này. Anh em nào lấy thì quét cái mã này vào. Hoặc là truy cập cái link này này. Máy sấy mini nhỏ gọn thôi. Để chúng ta mang đi du lịch thôi. Trông lòng bàn tay và nhẹ. Công suất của nó khá là mạnh. Đấy, mức 1 này. Đấy, ấm này. Mức 2 này. Gió thổi mạnh, nóng. Cho vào vali không bị nặng hành lý ấy. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ khách sạn nào chả có máy sấy đúng không? Đây. Đó. Kêu to đúng không? Bàn chải mình đánh giá là nói chung là kiểu như cho bàn chải trẻ con ấy. Độ rung của nó chỉ có một mức độ rung mà nó không mạnh lắm. Này. Đấy, mình quen đánh những cái bàn chải hơn triệu thì nó rung nó mạnh hơn nhiều. Và nó dùng pin anh em. Chứ không phải là sạc. Dùng cái này vặn cái đít ra. Đấy. Pin này, một viên pin 2A. Nhưng mà được tặng kèm viên pin Energizer lại ngon nhá. Cái này thì sử dụng là bấm và bôi trong 3 tuần, bôi vào mỗi buổi tối. Đây là răng của mình này. Cái này nó chứa oxy hoạt tính, nó là lông. Mỗi lần dùng chúng ta bấm nó kêu tách tách như bấm bút bi ấy. Cái thanh này 2.5 mil nhá. Bôi đều vào các răng trước khi đi ngủ nhá, bôi xong đi ngủ. Ấn khoảng 20 lần để nó ra cái nước này. Cái dung dịch này. Đấy nó dạ. Úi, khá là mát. Nó khô lại luôn này anh em. Lúc đầu dung dịch nước xong rồi nó khô lại. Kiểu mùi cồn nhẹ hơn ấy. Sờ vào nó dính dính này. Nó bám vào răng. Đấy, nên để một lúc cái chổi nó cứng lại, nó bó lại này. Cái này nó không gây tê răng nhé. Như cái máy làm trắng răng lần trước mình làm ấy thì nó gây tê răng. Ê buốt răng ấy. Thì anh em làm muốn săn những sản phẩm giá rẻ hàng ngày thì cứ vào nhóm nhé. Một review.vn. Cứ tưởng không vừa mà lại vừa anh em ạ. Xít nữa thì đút vừa cả máy sấy luôn. Muốn đút máy sấy vào thì phải bỏ bàn chải ra. Tối đựng được cả máy sấy. Đó. Đây là răng của mình ngày đầu tiên. Những chỗ này khá là vàng này. Bôi serum và nó sẽ làm trắng khi chúng ta đi ngủ. Ngày đầu tiên sau khi ngủ dậy, chưa thấy thay đổi gì nhiều đúng không? Sau khi đánh răng xong thì nhìn thấy nó hơi trắng lên một chút nhá. Ngày thứ hai nhá anh em, hai cái răng này của mình khá là vàng. Đây, sau ngày thứ hai thì nó cải thiện rõ rệt luôn. Còn một tí ở mép trên nó bị vàng. À, thấy hơi trắng một chút. Hiện tại thấy khá là ổn. Nhưng mà giá hơi chát. Đây là ngày thứ tư này. Nó có trắng hơn một chút xíu thôi. Cái serum nó vẫn dính lên răng luôn nhé. Và lúc sử dụng thì nó cũng dính ra cả môi luôn. Những ngày sau thì hiệu quả là ít hơn nhé.
nó chậm hơn. Nói chung là cũng ok.